nậu nó hành mày cũng chết rồi, nậu nó hành mày cũng điên rồi, huống chi mày cũng liên lai cho mày được, hiểu không mà chung? Mình tặng thề gơ, mình là chung thủy gơ lắm, tôi gặp thứ gì đâu không mà chung à? Con hiểu với cô nói không? Chú là cục máu này nè, chứ đừng có nôn mà lật đật cô, lật đật là đích gì nha cô một vĩ lâu lắm, chứ phải mà cô đặt cô kiếm đồng ngâm, cô không có người vì đồng ngâm, cô chỉ cứu dân nội thôi, hết bệnh là thâu. Không thấy cái nhà mà đắt được chưa, không thấy cái cổ tôi cố thấm lắm à, cho
điều trẻ nói không? Nhưng mà chuyện tình trạng nói cho mà cho nguyên như thế này, được lòng trước bắt lòng sau, được lòng sau bắt lòng trước. Cô cố gắng á, mà cô khổng cái đứa nhỏ đó đó cô à, là bé mới được những tình yêu ngon lắm, chứ mà không biết suốt đầu về rồi luôn à. Ví dụ, làm bao nhiêu cũng hết, mà mình sống quyền người ta nữa chứ, mình thương người ta nữa chứ, mà toàn thương quỷ thương mê. Tôi cũng chẳng nói không, mà cái đứa nhỏ cục máu đồ rớt à, hiểu không mà chú ơi, nó thiêu hai gai mẹ lần á, hiểu không mà chú. Thiệt tình mà cái bác vĩ cái bè được trong trong vòng trước luôn như thế này, hiểu không mà chú ơi. Cô về trong cái căn cung phòng trọ gì mà chú á, cô ở á, cô tự tấu ngủ mà cô tự giải đứa nhỏ đó, để cho nó độ trì cho mà cô gặp những cái tình trường hợp này ngon lành. Chứ con trâu cứ bần phơ thấp bơm đại cổ thành tầng trước rồi, thử không, như cái lấy mồng to mà rách gì nè, chủ chung đó không phải cô. Chứ nó phải cố gắng bằng dập cô ngơ nét mình nét thân rồi, chứ nó phải cố gắng ông sau này phải dám nó mới tạo điều kiện cho cô được con sướng. Chứ chưa chắc gì ông bè định hỏi chôn là con, mới chưa chắc gì là ông này tốt, tốt bằng bè tốt, tôi nói thẳng chưa chắc gì mà ông này tốt, tôi nói thiệt. Trong cái tuổi cô tuổi gì, tôi xỉu là tuổi khổ mà, tuổi trằn trâu mấy chó mà, tuổi lặn lồi đường xe cơ á, tôi xỉu quá. Mà năm nay cái con mụ này dính cái tanh tay nữa chứ, xỉu xỉu nhau 49 không? Hay bè tép? Nồ, năm nay dính tanh tay nặng lắm con ơi. Tại tay con sở ở đây là chứ bè vô ông đầu không? Làm thì lại khổ, tiền thì không có tiền, có ngàn những túi gì. Ông mà cho em, ông mà đi lớn không cho, ông mà cho. Tôi xỉu luôn. Hả? Ổng trúng gần mình luôn chứ, ý là ổng trúng ở gần mình luôn, chứ không phải là ổng ở Nha Trang, Sài Gòn, hiểu không cô, tại vì cô đã mở cho nghỉ luôn á, hiểu không cô, là ở gần khu vực mình luôn á. Đúng thì ta đúng, có sai thì ta sao, tôi lập ngừa cô lại chứ à, đừng có căng khẩu miệng đi không. Còn nước mệt, gà chi thấy không có giật mỡ, bị dạng bị ghé vậy á, có lộn bị dạng thằng tàu bị ghé, ổng ghé. Ai chơi phải từ từ chơi, mày vô mày làm đục đùng ai coi được các bà chú. Nào mày hỏi cái câu đó chưa hiểu. Ừ, tạo chủ trang để tôi chú yếu cho mày, thì yên tâm đi, tôi lấy tiền nó đẹp đâu mà sợ. Chị ông cậu này là nếu có thể tình chú nói với cô nhi, cậu ở đây là bò này, bộ chú mày ghé hiểu không, cô ở ông không muốn nước đoạn, ông ghé nước đoạn. Nhưng mà chị tình chú nói với cô nhi như thế này nè, ổng cọt tắn lắm, bước chưa chắc gì bà đọc được được đâu, hầm hồi hộ nha, nói thấy sao là cô nói vậy đi chưa, tại vì cô muốn cho cô là người tốt chứ cô không muốn cô là những người xấu. Chưa hiểu chẳng nói không, mày cho là thương ổng bỏ không xuông, đứt thì lại không trâu, như là cái lé này dằn lên dằn xuống, dằn lên dằn xuống, hiểu không mà chú ơi. Nhưng mày mà mình thương thật ổng, nhưng mà ổng đồng cứng đầu lắm, hiểu không bà chú. Nối đầu bắc thì ông chạy đầu nam, nối đầu nam thì chạy đầu bắc, mà ông cực kỳ đèo qua nha, riêng biệt gì bè đâu mà hối hối. Nhưng mà chú, tàu là tàu cho bè, không có tàu cho trôn đâu, xét cũng dễ á. Xét cũng đúng như bè vậy á. Ông chồng đi ở đây lạnh không chồng, thấy chú tao bắt cũng dông đúng hình này luôn. Cô hỏi như cái cục máu của cô á, bây giờ cô
xưa hai vợ chồng trước là cô á, cô có nhà nhà trước, có nhà trước, xong rồi còn xem định bé hả? Không, hay định trai cháu gì ở? Vấn đề định trai cháu gì đó ở hay là chuyện gì của cô ở? Cái gì đang hiện tại bây giờ là chồng đúng tên hả? Là hồi xưa mẹ bị chồng của thầy cô cha hai vợ chồng. Mẹ hai chồng không đúng tên? Không đúng tên. Mẹ giờ hai đứa nhỏ hai. Thôi về hoài ở đi. Về hoài hả? À, nó thẳng vậy mở lên mày cho. Cô nó mình đèo rõ chứ cô cho. Rõ mặt đó hả? Đúng rồi. Nhiều bà còn có chân nhỏ đúng không? Ừ. Nhiều bà còn có cái chân nhỏ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Con ở hoài đó. Con tử không mày chỗ? Con trai. Thì con tử là con trai đó. Tôi xôi đúng cho con gì nữa. Hồ suy nghĩ tôi tiếp có trẻ nào này có nậu không? Con học xéo được con á, chút nữa ta cắt ít tay để ta coi mày mà cái để ta đang bây giờ đồng chú hiểu chặt nổi không?
Ví dụ người ta nói là sao ta nói trước mặt mà chỗ được, người ta phải kêu con người ta nói sau lưng chứ. Cho nên là mẹ khôn lắm biết chưa, cho phải hiền lắm biết chưa. Bỏ đi, bỏ đi. Ừ đừng có ở khổ á. Tôi nói thiệt á, chứ không phải ông gì ông ngọt mày siêu lòng như bánh bê kiều rồi mày ơi. Bỏ đi mày cho con nên tốt sao cũng không. Bình dương à, có bệnh đường dưới hay biết đường dưới hay đường dưới vậy. Mở lên bình dương mà cái bệnh đường dưới, bệnh đường dưới nó bị khét đâu, bị dương nó khét. Đó, à, mở một bên cánh một bên nóng à, có đừng có xiên gì mà chậm hết rồi. Ở khách cho chị nghĩ gì không? Đúng rồi, không phải người nữ thiêu nè. Thì có một bên nóng ở sau lưng ổng là người ta thấy ổng là tay hiệu nên cô biết. Cho cô chiên vô là cô không thấy. Bè hầu ta nóng kia, bè hầu ta nóng nọ. Bè hầu ổng tạo gương. Gương không? Như bà cô thương ổng là lý do sao? Thấy ổng bình thường là ổng tội á. Thì cô nói bà cô bè hầu ổng tội lắm, bè hầu nóng khùng lên ai chịu nấu. Cái gì cũng bà cô không à. Này vậy bà cô mới không bảo ổng, mới thương ổng ấy. Cho nên này bà cô phải dẫn ra đây cô mất sữa để cho ổng rồi không? Đừng có sữa đây rồi ổng có là ông hết là mất thương mình không chứ. Cái người đã thiêu cứ chẳng biết hai chai người sơn viên được. Đâu cô phải bắt ông ra đây cho cô ngột cho ông ra đây. Cho cô sổ cho. Cho công tao đèn. Cô sổ không được. Đúng rồi, cô cho nó hành lắm, ở đâu đâu. Đang có bình thường nha, bà cô với ổng đang ngủ bình thường không nói nha. Có bữa tự nhiên cái ổng biểu bà cô thì anh không ngủ với em đâu, em đi ngoài ngủ đi. Cảm xô bà cô. Thì ông bị dương đó. Thì không phải bắt đường dưới nên là bị khẹt, người ta ăn nhiều. Còn đây bị dương nó bị khẹt. Tại vì ổng có người nữ thì chết si theo ổng nè. Cho nên là bê hầu tánh kia, bê hầu tánh nọ. Không ở trong đất mà ở trong ngoài chết si. Thiêu ổng. Hiểu không bà chú? Sao nó nhiều lại nhiều mà được nhé? Ăn trong mình đẳng rồi. Đấy hả? Ừ, lại có thể nhìn nghe được. Mẹ sao mà cô hỏi như diền nhà ổng thì được, mẹ lại xin diền nhà bà cô là không có gì. Ví dụ như... Trời ơi, cái nó ăn biết nè. Ăn mà không biết hờn, khung sao. Nó phải đi ra chỗ khác, từ từ ăn mà không thêm chứ. Được không cô? Mẹ cái đây cô đổ càng lạnh quá đâu. Ừ, cái đất của nhà bà bị chô cứng á. Ổng không, này người ta không dám vô. Mẹ cái đất của ổng là dở dàng. Người ta vô được. Tại vì cái đất của bà mẹ ruột chúng mình có con bốc đẹo to lắm. Chặn lại cho không dám vô, thì vô đó ông khi đâu có dám vô được đâu. Mày cái đất của bà cô thì cái đất của ổng là nó nhẹ, là ổng bước chân vô được, mà lại người ta đu ổng quế nặng đi mà ta vô ổng được. Cái này mà đỡ uống vô chất si lắm á, hôm nay nó bị tinh tay tôi xỉu nặng nữa, dắt ra đây chết đi rồi. Ừ, dắt ra đây cho con ơi. Nếu sao mỗi lần kêu đi không đi chứ vô mà theo mày vui mày biểu sao đi. Ừ, cho cô chút phiếp nè, một nó một á, thì được một á, không một ổng này cũng cho cô chút phiếp nữa, đừng đi không đi. Nha, là cô với ổng lỡ chung với nhau. Thì cô mấy ổng giờ mà ổng cái ổng này nọ với cô. Cái con buồn bà cô đi lên con gái bà cô. Xong cái ổng nhè cái bà mẹ của ổng á, tưởng là bà cô á. Bỏ đi. Ổng uống rượu dơ. Nên là rồi xong ổng cứ ở nhè ổng khóc biết à. Ổng cứ khóc, ổng cứ kêu bà cô gì à. Anh biết lỗi rồi, anh biết sai rồi, đi về đi đừng có giận anh nữa. Cho tôi biết lệnh cho bà cứ ổng kia này. Bây giờ bà dỗ dài ổng bê gái em cô nghe. Là tự nhiên đi theo cô ta em cô nghe chưa? Giờ luôn á. Đúng rồi. Rồi chiều nay cô sợ giùm cha. Rồi chị cô nghỉ chút ngủ chút rồi chị cô sợ cha. Giờ hai tay này cũng được, nhổ ông bê cái. Dài nè, bảy cái cho con, đừng bê cái, bảy cái cô anh điểm trai với anh tậu ấy. Bảy cái cho con, rồi xong con một. Ông với đây à. Mai là ông với. Còn ổng chịu đi đêm đó, chiều đó chắc đi luôn ấy cho nó nhanh. Giờ ông đi cao đầu, ông xây không chịu đi được đâu. Ô càng xây càng nhanh vô nữa. Cái bè bị ổng mới dẫn ổng đi lên cái bè trên cây núi á. Thôi thì ra đẹp nói là cũng có người theo. Bữa đó này kêu là chín gì á, cũng như là chín ngày á. Bắt ổng là phải lên đó để cho bè ra bè giải. Bữa tối ngày đó kêu ổng đi không đi. Ổng đi về làm tiếp ở đây đi cho. Chẳng biết nó lọc nữa nè. Hiểu chưa? Quay xuống lưng lại. Bị dương mà đi đâu mà đi. Phải có người cà phê người ta mới đi chứ. Quay lại đây em. Bước một lên lọc.
quê tốt, đúng là con cho nè. Dương con hoa tẹt con nhỏ này chắc không. Bè mà lên trong kem mà đám thì bè đám thì bè sở được chặt đứt cái đầu tôi ra. Những đình ông mới được sở lộn. Hà cho này, chúng đi em này, cô đi tìm cô à? Không, cô không đi đâu nữa. Đi hết tiền hết bạn không chịu, Hà cho đây. Tên cô hả? Đúng rồi. Hà tên của ông luôn. Nghĩa tị gì? Thanh Trang. Ông theo Thanh Giang. Cô bao nhiêu tuổi cô Trang? Bé tém. Ông bé tém luôn cô Giang. Tôi nói về cô bé hồn tàu lắm, tự nhiên bé hồn xô đuổi mình vậy á. Đó là được. Đó đâu muốn ngủ chung mình đâu. Bé hồn Dương giờ thương con lắm. Nói gì á? Ừ. Đúng rồi, bị Dương ăn ngủ chung mà trốn. Ừ, giờ nó đang ngủ chung một năm. Ông chào ở ngoài đây lạnh rồi, ông chào. Ông chào. Đúng rồi. Ừ. Con thấy mấy người gọi đây lạnh lên YouTube được mấy người á. YouTube của ông cậu tên gì? Quỳnh Đông Đại Lãnh. Quỳnh Đông Đại Lãnh hả? Ừ. À, chút nữa vô cho thử đi. Quỳnh Đông Đại Lãnh. Hồi xé con cậu cũng đưa xuống, hồi xé con tiên kia xé đông. Thôi cho ông quay cái đó thôi cho ngon hậu. Mày ngày hôm tém không chịu vô, trời ơi ngày hôm tém đông điên à. Mấy trăm người vô lô chứ cậu? 9.000 người rồi. Ủa ngon đảo. Được đánh tiền YouTube cô à? Rồi. Đúng không? Hình như cô nhìn cô biết ông đánh tiền YouTube cô nè. Cô nhìn sơ bê cô này biết rồi. Không, cô này giấu được hả? Chứ sao? Ông vô đi mà ông giấu vô chỗ, ông giấu đường nào? Nhiều thiệt Thanh Trang hả cô? Chỗ ông cậu kia này, kêu Thanh Giang. Kêu Thanh Giang. Có khi lãnh được vài chục con cậu. Ông cũng ít rồi, không có nhiều, ít thôi. Làm đây cô làm trong lãnh nhiều nha. Nói chút tiền nha. Xin sở nghe chưa? Ông cậu YouTube Nguyễn Thị Thành Trang. Cho ông cậu đã kêu Thành Giang. Đúng rồi. Hoặc lệnh chạy ngựa cậu đặt tàu ra. Cho ông vô xét nhà mình đây. Tiếng như người ta tin bà chị trong kệ nóng coi mà bà chị cô bị mệt cho bà cô không nấu. Tại vì bà bà làm quá á. Bà bà làm tém cho đi mới nghỉ luôn. Học sức nữa. Kiểu em cũng làm sư lương mình cũng mệt lắm. Cô cũng ai có cái xăm cô mình là mệt lắm. Ông cậu biết trong đây cô thầy mà cậu vô vậy? Không, bữa trước được Tết nè, được Tết là vô đây một lần rồi mà con em dẫn vô. Là bữa cũng có đông người coi lắm. Không có thời gian mình về đó, mình đi về mình làm việc rồi nữa. Dạ. Cái này cũng có phải con có máy tính chưa cậu? Mình chỉnh sửa cho hay là cậu đi qua điện thoại không? Làm cái điện thoại vẫn được. À, phải biết cách. Nhưng mà cho nó thật chứ cho luôn á. Cô coi con, cô gì mà cô gặp mày cứ gặp ảo mắt. Ông phép mày một câu im đi coi thầy nói gì à. Tại vì người ta thiêu bỏng mẹ, người ta mắt mẹo chẳng biết hết trơn á. Mô Phật. Đường xây nó bắt nói chứ. Để kiểu đang tỉnh. Đây xây làm hồn, nhỏ xây làm hồn. Để hết coi nhớ được không? Còn mẹ. Bây giờ về 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 cô không có gì về, cô ở đây mai, cô không có gì về, cô trao mai, cô về. Ừ. Đây nè. Khi nào về cô kêu ổng lên nè. Về làm dây ổng bảy cái gì chưa? Chứ không phải là về chạy về kêu liền nha, mày chỗ nào? Mày chỗ nào luôn á, máu vô đập hổ cầm mày đi liền à. Tại hồi nãy hỏi cái câu kia không có hiểu. Nó ngọng không hiểu chứ gì? Anh nói ngọng chi? Chứ giờ tôi nhỏ cho mày nó ngọng, tôi sẽ tôi nói với mày, sẽ nói được cái tiếng của mày bé chô. Nó mấy tuổi vậy mày? Chạy mày. Bây giờ cô hỏi như chuyện nó đang hớt xong rồi ông có còn gì không? Chưa hết là ông tự nhiên ông thương bà chô, cái gì của bà chô hết cho tự nhiên cô có gì mà. Cô với cô hai tuổi thì lại được, mà điều khác là khác cho mày nhận. Chủ chẳng nói ông, mày muốn ổng ở với mình thì
dắt ra đây tôi mới sợ cho. Cho con tao ở không được. Mỗi bậc chị xong đi ra xét ha. Không có coi được cả. Cậu coi nữa. Không coi. Vô sát.